Oke, to bikin dia coslas icon hai insert rupiah môi an cái pin đâu qua mày này nó đài và start không chết vậy. User anh biết này là mơ rau với bug ok bug của chính con đó bug SM3 vậy nè đây có chân ok start đồng mình nó PHP send zero ok họ càng lại add vào dưới ok bánh hai nó sao cứ cả đại rút hiệp này rút hiệp ok chẳng mà dừng lại đấy mình thử upload rút cái chỗ trong bên upload ban này thử mơ follow tam và introduction vào ý cái này nó màu gì đấy nhưng mà anh một cái link rồi hết giờ nó sao đây là sẽ code upload thì không nặng đấy nó sao tại copy paste đấy và sau đây rồi giờ upload tới can public directory nhưng bạn bảo gì hết cho nên hai score một khang cao một tí đồ chỉ cái này vì đang copy rồi viết upload retrieve file tìm file cho nhiều vấn đề này file url ok file meta store file auto stream cho lắng rồi dọn miền đấy ok copy move lại đi file upload đấy đâu chỉ sửa lại ok nhưng ngay cho upload bán được không nặng đấy đâu cho xe tay của mình toàn năng thế okay. You can call put file method on storage perform the same file and manipulate the same file okay okay ô thò đấy nhưng đừng phải cạp được bát cứ nhưng follow tam bảo vệ đi ok đừng bỏ mà can project của dễ ok muốn được thôi cạp lâu thì mua khi mình vào đam mơ dần hay làm lại về nó bỏ mau đi nhảm bạch làm bây giờ rồi chạy vậy ok bật thêm nó tích đánh bật đấy view output ăn lại thế ok thì cái controller user và dính ok user admin user p đây nè anh hết vừa ca upload file cho nhân đi mới này request của anh can all được rồi chưa làm trái tiền này Sammy té không cho record vào đây làm vậy thế đấy rồi thà lui cho ba hai ta là vô thắng ba men cro đấy đấy ok này chỉnh app nhưng bạn đam VM ok lại đi nhé trên cái này nè đang khơi tha profile của dừng miền trên nó thay upload file đã xa tại name profile của dừng cứ dừng ra input type mà file anh nhé để không profile này thay file trên thay file vì chạm bàn chỉ vào page để mạnh thay vào biết rồi nè đang đi vào trong một thạch vào page mạnh thay gần thành thay vào biết cứ nghi miền tên không là được đấy này ai có thạch bàn thế nhưng mà bạn không có tiền để cái này nhưng mà toàn bật thạch chế can document tekan cái lại từ đấy là basic your validation nhưng trong project extension file mà mơ available validation thì tôi dùng file nhé. Thì file cứ đi tìm ở đây là hai màn khai đó thì chân sân về chân sân những ai thì thay JPG PNG và đây màn thấy nó page file có không nè còn mà đây này vô file PHP rename từ dot JPG mình bảo con tham anh thay với JPG tại extension viết JPG vừa do code viết cứ PHP chẳng cái thì thay đam bay và thay vào page file đem đó cái mở màn khai đam bay cầm nốt vào page file extension chẳng ai rename bản mình chẳng ai rename bản chẳng cứ màn khai là vậy vậy chẳng nông vật thay như này ai vật thay bài này bàn lại đi có chẳng vật thay màn khai ở viết đây lấy như một toàn vật thay về đây nhóm năng màu upload video đem đó ok giờ mà ta sẽ code upload thì máu lại đi cứ nhóm đôi chỉ cái áo dương point được cảnh file rồi sao mới sẵn file hay gì bạn ta bắt mua control bây giờ cứ profile name rồi bà input bây giờ profile profile nha rồi biết bắt một chọn mùi này ok chậm làm add chậm làm upload ok lấy nhỏ được pin gọi đây đây nhưng chậm làm submit đây ok tập page point thì căn file người ta chặt bàn file còn mình vào file rồi mình còn nhỏ cái chặt này ở này trên chặt bàn file này profile này profile dương chạp đàm upload về ok vô về tại đạn này nè được không nè bây giờ mình phản nó cho nhưng cũng ca upload để nó từ xe tại mình tin như thế tùm rung thông đa bao vía màu can pi mù file upload đi mình đã point từ can file profile hay store đây nè để dương ra upload mơ tam tùm rung bài bọt nữa nhưng nó app mù file là toàn gì đám ok ở toàn insert để dừng bu file tài sản đấy mọi lại file mình bằng của tem bu được hàng lơ đem đó mọi chọn validation select file mà bạn ok dừng xa sẵn nhưng mà path đây này upload tới vì return là path file mà mình this point can sorry request point can file chặt một control vào file và dừng cứ profile point the can store okay. Store nơi nè ok nhưng mà chúng ta đặt profile folder profile ok phần nắng ai nhung đi đi path mới okay. Này cứ về nơi return location path và file nơi nào dừng mình ok chào đam insert ngồi tới add upload the file bạn ấy ok rung đi muối I want lunch add vì cho tôi không folder profile slash image và tam vi return màu và tay image thì dừng mơ nem về ok nem về thì không la là phải là p để này up upload room make cứ auto tích rename ao sạch rồi nhưng option cho anh này ở trong bài cho xây code rename chặt ngay khai chặt màu mà to này nhảy nhảy thế này nó cứ vi miền ở trên sạch cứ vi rename ao dừng đẹp đó ok đây tầm khánh nhưng mà mơ file sân là file những chôn men ở được không làm người chơi ta return màu thế từ row file bao nhiêu ok là cái nón SM ok ok chết C nhỏ của tao store app oh sorry châu một nơi mình châu một nơi nó admin link môi tại đây cả nó rối ăn khơi mà đòi ăn khơi như vậy màu rồi chị anh u việt đã trắng với tơ và cao folder mua tiết luôn vì anh mình lại chật ấy sao vào hôm đi app vì chơi và cao folder profile môi nên càng cào hay đã lột hết ra nhưng phở slash vía chứ mà hay gì nhưng bật đạn nhưng đã bài này hay gì mình ấy bây giờ nom một đời public slash profile folder chẳng là folder vậy trên châu mà lại ní mình anh châu từ public sẵn hai châu từ folder profile ok đang chân men on remove mùi cháu. Ok, sạp chạp bà mà sạp upload nó tiền đấy. Ai đang mà refresh upload. Chúng ta add. Như lúc này mà đó, emoji. Add. Thêm máy public profile. Ok. Nhi mà đó khơi nè đó, nó không ní. Để chị trâu qua kì ấy, cho dù mà mơ lơ khá này xâm khán được hàng đi ao chênh. Nơi khang public directory nè, khang public directory để tránh vừa sai chênh bên nâng màu vinh đi. Profile. Ok, mà trời đấy, cho dù vừa lại dành học tình. Ai 300 đã mua file lên cho anh kia thế ọt thì việc thì chọn thế. Ai bị chê tiết của dân ba nè đấy, time slash mùi tiết. Admin phụ đớp và cả ảo, bờ miễn upload chỗ. Ok, nó bị chá cục tròn đấy. Cho những ai upload file bán hay đòi return path file màu vinh. Ok, dương chập đào vô cái mạng cái đó. Ok, bây để insert tới cứ dương trâu ca này phát ra bọc pháo nó không này em ai màu dương dương thời ca một pháo trên thời ca một pháo đấy một pháo trên thương binh làm bấy chập bàn một pháo bảo vệ mà em ai chẳng ba đam xa tiện lệnh mới một pháo là chập chẳng bệnh còn đấy. Chúng ta request for những file những cái profile nó không tốt cứ path với máu cứ dùng vô path insert hôm nay là bài thêm nào đấy. Ok hiện chạm đàm lại lý. Cái này thì dương optional thì mỗi trong trang đang thật phần sân bác nhưng select file thế tại vì chạp bàn đây của nhìn thấy chạy miền phá và những upload admin những upload thì nhưng chạy máu cứ vô request hoàn tất cả thì file profile profile chạp đàm add. Add file mùi bàn ấy em thì nhầm up select tôi nào bàn nào để nó admin ấy ở link kể chẳng cái này đi upload person 3 vì copy nào nhé kể person 3 request này file profile copy nào son mod user bàn select như vậy bàn select cho nhé bàn select chạp đám upload chẳng dân declare path và dân mùi nơi càng lơ máu làm vì gì lục bỏ file và dân smart cho mùi nâng nào và sân chỉ kia select file ở video path smart cho mùi file là dân bàn upload nữa trong mắt nông profile và dân cứ dân lên point to profile thì đấy cái dân đã path file là cái bàn upload maybe thế không phải gì là vô phạt vào đấy cho nhầm chập đàm upload đòn tiền không đến đấy nhưng chọc đại về chợ cái sale làm ad và đồng tiền đấy để nó dân chọn tay dùng mũi pháo nhưng ta cô ta vài chuột lại miền hải cô cố bị bay mùi bị bay upload ở file muối hải biển cô cố add nè ok này mà tèm full path và về tèm đầu em bên hai bị chặt bà đấy thì đấy cái gì à họ mở cái chuyên mệt mến cái lòng See? The user นี่คือไฟล์របស់យើងបានអាប់ឡូតមកដល់ជាប់ជាមួយនឹង location មកជាមួយ location មកជាមួយដល់ពេលយើងចង់ output វាមកវិញមកកន្លែងនេះយើងត្រូវ output រូបភាពចេញមកវិញអ่ะសំទោសនេះកន្លែងនេះយើងដែរដាក់ location file មកតែអីមិនចឹងហ្នឹងចឹងខ្ញុំមកកែនៅក្នុង index profile នេះចំណាំប្រើ IMG trả vị đã hơi đấy bị buồn của nó so xí đi lắp CD này không nó vô item OK, cái này đi làm bài tiết nhỏ vinh nhưng ai còn mơ document nó về tích làm bài load file cho nhỏ vinh ta dân thử hai dòng mình nắng ở dân từ mơ cái này đi trì next get store get một file get cho nhóm sạm mơ làm đấy nữa ô on bàn đi cái này cứ return content thay vào vĩnh cũng như thời gian URL đi vậy nếu mình URL cái hiếm xa mơ ta về mối đây cái này những bàn file pha đấy cô ta ai hai về bàn đấy profile nông e xí mình tranh profile nào cái cháu ai refresh ngặt chân bởi vì chênh ấy màu đấy public slash profile ok là nhặt có thể public storage mặt trên này rồi này màu này lưu tra tại URL cứ slash storage profile bàn về score tại bao giờ mình cứ store nó để kho ba đấy public mình public slash profile of score cô bà dân cho thì cho phê thì những pra link thì vô việc mình miền này thà nè nói thử cho mà tam đi vĩnh public storage profile là đi vĩnh cho mà tam đang vĩnh chân cái lại đi cua tại thôi bạn mình nhé về đạp lớn nhà đang công nặng chẳng bây giờ ai tiền mình màu mình bàn em rốt thì can user và dân dân công pra slash public profile storage sau đấy ta dập cho lo từ trên những hàng kẹo giảm vào dần add user just đi oh, này confirm thế này môi pì bay ok các bạn đấy mở database vào dưới public slash profile để load cho mọi người chúng tôi và storage slash profile ta mở rung dựng mở non public storage profile admin màu đấy trong mình này cho một hàng này tiệt là chẳng cho một hàng storage app này có cả folder storage môi này đang vào đảo ok cái này mình bánh hà dù ở bà đấy và lưu với cháu cái này lưu ra tại ai sẽ bán lưu ra tới slash public tại PSS từ vĩnh từ slash store cho ra mình slash profile vậy mình vừa trả này mở đọc cho mình về tình việc chạy đấy public access will be placed in storage app plus public chẳng access bán lưu ra ta upload cho public I create link chẳng one to public directory tập về return path mà ao dưỡng bài chia return khóc path đấy chẳng dừng access mạch bạn lấy bánh hà thòng return path mà thử nhưng đã upload nhưng đã public profile ok vì upload tới trời directory và tại PSS mà vĩnh nhưng anh ra public ba này họ là chết phải chẳng chỉ bánh hà dân thử phê chủ lại thì bây giờ tiên mà vĩnh mình sạch máu thử slash chết bán dạ và vì output mọi dân với nhận vì cho chúng tôi đang trình nước lý về dân upload tới default vào phía việc load cho the can public slash profile cho là những bên tha load tới thử tại là bây giờ là xe tới dân thầy là có host là phải quán là trẻ mình nhận ấy là chẳng mạch bán của public directory đấy về chia root này 7 con này chẳng đi đã bán này chẳng cái này đi tới đâu tới có storage đã phải upload return path nó public phải chẳng dân thôi mạch lấy bây giờ đã store ra trẻ màu bạn và đã phải upload bây giờ phải chạy ra storage slash profile ở thùng trâu không phù đỡ public thì bà chạc này là những cái bà chạc tịch cái này ai trên này bán vào sân bao nhưng mà nhưng mà giờ refresh bạn đi đấy nhưng đọc lại đọc xong dẫn tại mình cua thôi chẳng đến nhưng pra STO refresh gì á chào mừng chúng tôi nói sai rất ngào lá đấy mà vì return mà chẳng biết nhưng đừng replay pay vì return hàng nó replay public the storage mình ok phần năng nó cứ ok search replace thì mỗi từ phần diện search tạm bao nhiêu replace tại ấy ok cho nên muốn insert nhưng replace person bar copy nào làm cho bài bỏ path đấy xong rồi chúng tôi STO replace này chính sách trong bài viết public và phát viết public replace down store đấy này bài bọc hạt cái bay vào mạng search biết search chuột replace tao máu cứ string là replace bằng cam tích đấy search biết ok string đấy ok nhưng cái này nhom phịch vào tận nắng cứ ok là upload lực hỏi cứ tại admin phải nhà hà tệ được không đấy mà còn lại internet nhom pra nợ URL là bay ở return localhost đấy hãy đặt video này sang phí ok không thích dạ error đem đó ai thấm URL the lab profile thấy ta plate oh bài chỉ bài record mà nào nhưng mà đã JSON forward slash muin press ok trên màu về nhé hôm nay bắt đầu game này thì sao upload được nguy còi trong đăng vị chơi nhạt ok rụt bạn này không ok thì bay hồi thì bay ok ok em ok tránh cho dù màu à ok ta sao dừng reflex về hỏi ta cô ta mình bị chi lo sao bình thường cho bôi nhầm mờ sẵn có lấy những ảnh phở sẵn ok cho những khơi là những upload room màu bản này còn đấy này nhưng mà tránh tụi này học 4 ok cho kim trang à upload có thì màu lơ vinh và bạn scroll mới nào bọn nó làm một lửa thế mày chẳng ai lệnh 4 đi làm từ lửa mình rồi phải trả mình bây giờ sẽ lên đi khó không anh sẽ thế mày năng này order descending mình đấy nói những order ban được những lúc o cháu đã order by làm ID DESC order bị tra với point thì cán kẹt đấy nhầm refresh là đấy tuyệt lệ ok chúng ta là nhầm trong limit do tại buôn record đấy propeller cho các robot buôn record đấy limit nhận đến con tay point thì cán take do của màn do thẻ record refresh chánh chánh phèo chánh đá tay pram tị thấy xóa limit hồi thôi nhưng ta lại khăn vẽ vô mua cố vẽ column name vẽ column name user dính column name mà Coco ok Coco tôi có xem phá trên đá của đồng miền Pì đấy ok mà họ nên tôi phải kiếm tăng nè về này cầm bốc order hàng rau thịt này đi gate này này và trong giờ đây nó sẽ dập lại chị Excel này đang này bánh cứ select cái from user nhé where When name okay sama Linda. Get order by ID DSC limit 5. Còn ra đấy. Tập P trên xem là phải thử riết đam ta tao đi cái điểm. Vẻ và con chỉ thử nó một order by không nhé. Của xin tạm chẳng ở đài order by hay văn vé ở bán này chưa rồi. Mình hai này nói riêng vé order by limit get complete get vòng get cứ lệch cái from trong khối lệch cái from trong khối get. Ok sạm rồi đấy nhưng mà đã sạm đấy là sạm mới lấy vô order mà hàm một mình đó và đá lo này trong vài mấy các bạn. Ok sạm ớ hot khó tạo đà anh vào nhà tay có nói là đã get chưa tha per get nó hot ba này bạn cái câu can là lỗ refresh hot ba này get get cái thời nơi khỏi kế cho bây giờ mua thiệt mà còn một tỏ pì về order by take về đã đã vui nào môn vui nào coi của bạn này lực lên là get mua ok và đây thấy chế an cho lòng hồi nãy order by take phải bằng màu vàng đang phải bắt thử này bây giờ đi vào tam tu ở ca kết với những hạt thử thì muốn những thử về dần vô record ấy hai vô rọt vô chẳng mạch mình là order chẳng mạch và nó vô cho luôn vào màn anh đấy bây giờ sẽ thử làm đau chăng lại căn e đấy ok lại căn en về lên đá chẳng bàn là email ok vô đặt hỏng đấy khói một căn ve tiến đăng en nào đấy nè email làm email automatic en ok lấy trong tính chất đo rừ là gmail.com ok khói một căn ve chứ cứ automatic snap en đấy xong rồi ấy ok cho ba lại can rưỡi thưa mày tự can rưỡi okay. Nhưng mà đăng thưa mày chắc một bơ sân mỏ ok mà elephant mỏ về miền đấy rùa môn về sẽ này mà mời về sao rưỡi miền đấy nhưng mà giờ mau can về chơi dính đi khi lại khăn về đấy order by về cái thay cái chẳng hạn đấy làm việc xây dựng mới dựng check tiếu này ai ra lại khăn smart được tôi chuyên thông truyền nơi trả lọt nắng này không trả lọt này đấy ok cho những bờ nắng là nắng hai bằng hàng con tiết về lấy mà chồng ở khi mình xong rưỡi okay, search and log in. Laravel. One. Load your query builder. Này, where with or and. Nên lấy lọc phá để page mô bản. O với ạ sạm ớ mình chẳng này chọc ó trình phí trâu nhé ok trâu trình phí thử của ó anh ấy có chỗ à anh ấy có chỗ tới ngọt chẳng ai ra o về và gì phút cứ n Chúng mình là khăn về tiết thoại gì về tiết ai nông lý những ai phơi cho lo bán và sân bao nhưng không quỷ mà như thế và sân tôi lấy thò là dân tròn vì tổ chiến rồi thông chiến nhưng ai đã nó lần bạn bao mai từ bây giờ vậy cho nên không quỷ mà những người chỉ cả vừa đi vào dưới mà giờ đỏ đỏ thiệt chanh ok đó là khăn cháu tục tẹo đập bại các bạn về cho vậy đấy ok tùm buồn rồi chúng làm ad xạ môi tiện học nghiệp lâu bài phát số trâu mùi bay picture sau đó picture review với Nhật Bản đi ta refresh chặt vô từ lại ôn mà ta xe đặt bán của picture mình vào là chú đi thử ta sẽ lại làm vinh nhân bọn ok dạ đã đó xong rồi đã đó ok nhưng mà hôm nay là bài hỏi chứ cho lấy dương ngày ta sai nhà bạn mới cứ thoảng ra mua phá cứ ập hay dừng tròn như thế ô tôm tích vía đi nem xuống ối ao dừng sạch như là chăm bạch rong thà upload tới được tròn xuống như thế tròn xuống như thế ok nhưng khi nào thì bộ với những chập ra mình thì khó tràn nhưng nè nó này cua tại đại ao viên biên page này sân nhưng với cái đại ta thấy bộ đấy vì mình chẳng ấy biên page này sân biên search cho nhưng ai đã nâng bài hai tích tới sắp đã có những ai vừa login mạng chúng ta data thì bố về hãy data thì bố này mà vô ở library móc của dân club đã hơi source thế hay page digitable data này vào mới đến bạn pha là máu này là khơi tầm rung là ta tibol là đang xe thì vô với tệ nạn không là về và dưỡng thì mỗi dân đi viên là về thời ca library là làm bây giờ tới được không lần đấy thế này CS muối cứ ban công bằng là ta tibol thế này nó copy video mà đã lên non master bây giờ em nó vô viên trai hai trang cả lại resource view master ta table refresh view mà đấy ta dùng tập hạ view mà cho nên chúng ta đã URL là việc đấy URL last backend là to thì mùi năng nhẹ dữ mùi hai mùi á nó đôi chim bay phao nó tạm trong bán cứ chúng luôn bay phao làm bay phao về bán nhờ miền để chơi quay đi chúng luôn pi điện pi phao điện câu hàng cáo để nó nâng khơi nhà chơi quay đi chúng luôn pi điện để đặt comment để đặt thì buồn thế này dừng các bạn đã bỏ cho pin thì đã tăng áp 7 check với phí CS ngồi nhưng master với những đại hàng crom là đấy LF back end last Jadi ti mui nè nói hai màu refresh version ti mui màu trịch lư inspect consumer kana min error min min បញ្ហានេះគឺមកពីរូបភាពរបស់យើងទេនៅក្នុងនេះគឺយើងរកវារករូបភាពអត់ឃើញអញ្ចឹងមិនមែនជាបញ្ហា plugin ទេអញ្ចឹងវាដាក់ /storage file វារត់ឃើញទេនៅក្នុង file អញ្ចឹងអត់អីទេវាមិនជាបញ្ហាការខលហៅ plugin របស់យើងទេនេះគឺកន្លែង load file ដាក់មក local /profile រូបភាពនោះអត់មានហើយយើងលុបចោលយើង insert មកដំបូងគឺអត់ត្រូវ URL មួយនេះតាមស្គាល់ពីខាងលើ ចឹងមានថាការកោះហៅ plugin របស់យើងគឺអត់មានបញ្ហាទេចឹងខ្ញុំអាចចាប់ដើម convert data table របស់យើងទៅជាទម្រង់ data table បានទី 1 យើងត្រូវមកដាក់ឈ្មោះវា អូខេ យើងបានដាក់ឈ្មោះវាហើយគឺ app table ទៅចាំថាការប្រើប្រាស់ data table ត្រូវតែមាន t head t body ខ្ញុំចាប់ដើមហៅវានៅក្នុង master តែម្ដងចាប់ដើម បើក script type/javascript អូខេតោះមកអ្នកនេះចាប់ដើមត្រូវសរសេរវាក្នុង function onload ពេលដែល load មកយើងចាប់ដើម function វានឹង execute នៅពេល page refresh page load ណា ខ្ញុំ alert មួយដើម្បីអ្នកមើលវា syntax របស់ jQuery onload អូខេ ចឹងឲ្យតែពេលខ្ញុំបើក web page មកគឺ function ហ្នឹងត្រូវជា execute press onload អូខេចុចលើ list onload ចុចទៅកន្លែង add onload ចឹងវាដើររហូតឲ្យតែ page load function ហ្នឹងណានៅក្នុង block នេះ ខ្ញុំដកចេញអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំនឹងចាប់យក table ហ្នឹងមកកើតវាទៅជា data table $វាជា ID ដែលដាក់ទង់ជ្រូក app table dot data table ដាក់ទៅមួយបន្តហ្នឹងទេហើយនេះមក refresh មកកានរបស់យើងវិញ ទេ search Coco kê đá yes ok được rồi như ai sẽ admin sẽ admin đấy ai dân a chờ thôi ca order bán được rồi nắng order vậy cam khẩn lắm đưa cái lại profile đấy vì min option bây giờ làm bài bật order hoặc lại những min là order cá là rụt hiệp order phải chạy đừng lên đại ta với a cài bàn lại này cả đây giờ làm máu cứ đi phô bằng việt em đâu về dân đi block cứ chia phần pot tê hưởng đại ta thì bồn nó người dân trời đại trời cao xử lý phải mạo đấy ok phần này cho chăm sắp đặt rồi